coi nè. Mọi lúc sự tiếp lửa của tình yêu này xin được mời cha mẹ của cô dâu chú rể bước nhanh nhẹn lấy nó, chứng kiến khoảnh khắc lửa đã cháy sáng. Vâng ạ, tất cả những điều vừa diễn ra trước mắt mọi người đó là tâm tư tình cảm của một tổ biên kịch rất đặc biệt, đó chính là những người cha mẹ của cô dâu chú rể. Xin được giới thiệu bác Nguyễn Kim Thuận, bác Lê Việt Dũng, bố mẹ của cô dâu ạ, và bác Nguyễn Thị Huệ là mẹ của chú rể ạ. Và có lẽ là trong phút giây này thì Huy Khanh xin được nhường mic để chính những người thân yêu sẽ gửi những lời trao gửi ngọt ngào trong buổi tối ngày hôm nay. Con xin được mời bác Thuận sẽ bước lên và gửi đôi lời đến cho tất cả những người bạn, những người thân yêu trong không gian ngày hôm nay ạ. Kính thưa các ông, các bà cùng các bạn bè thân quý, hôm nay trong bầu không khí hôm nay, tôi xin chân thành, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn trời đất đã cho một cái buổi, một cái làn gió dịu nhẹ giữa những ngày đầu tháng tư oi ả. Cảm ơn tất cả các ông, các bà cùng các bạn bè chân quý đã được dự buổi công diễn ngày hôm nay. Và sau đây tôi xin có đôi lời nói với cả các con. Các con ạ, 34 năm về trước, trong lễ thành hôn của bố mẹ, thay vì lời dặn dò, ông ngoại có chỉ lên sân khấu và nói rằng Dũng cộng với Thuận là một phương trình và đáp số là một ẩn số. Chính các con sẽ là người giải cái ẩn số đó. Và hôm nay cũng vậy thôi, các con ví cuộc hôn nhân của các con như một vở kịch của cuộc đời, và bố mẹ hai bên là nhà sản xuất. Vậy thì trước tất cả những người đến dự kịch, mong nhà sản xuất luôn mong là kịch bản hay, tài trợ tốt, diễn viên Thuật Uyên và Văn Hoàng sẽ hoàn thành xuất sắc. Xin hết ạ. Và sau đây có đôi lời, bởi vì sẽ có người thắc mắc là tại sao bố cháu không phát biểu mà mẹ cháu phát biểu. Bởi vì hôm nay trong cái không gian này, tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử, và nghìn năm trước thì Việt Nam mình là theo chế độ mẫu hệ, cho nên là mẹ cháu được phát biểu trước ạ. Cảm ơn ạ. Có thể cho những lời vừa rồi một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Con xin phép được xin con ạ. Có một cái cảm xúc nó rất là đồng ấm ở bên trong lòng lúc này. Và có lẽ là chúng ta không nên chờ đợi lâu hơn nữa. Rượu ngon đã được chuẩn bị rồi. Xin được mời tất cả những vị quan khách, tất cả những người thân yêu, những người bạn, hãy cùng nâng ly lên. Chúng ta hãy cùng chia sẻ cái niềm vui này, cùng chúc mừng đến cho tình cảm, tình yêu của cô dâu chú rể trong buổi tối ngày hôm nay. Cùng với Huy Khanh, chúng ta hãy đi đến 3, 2, 1. Chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể. Mọi người có đồng ý không ạ? Chúng ta hãy cùng nâng ly lên ạ.